Ninh Bình, vùng đất của những di sản văn hóa và thiên nhiên. Nơi chứa những vật báu của trời, thăng âm của non nước. Nơi giao hòa giữa thiên nhiên và con người với niềm đam mê thể thao mãnh liệt. Sau 2 thập kỷ tổ chức, VTV Cup sẽ trở lại trong tháng 8 này. VTV Cup Ninh Bình 2024, tự hào cả sáng.